Thưa quý vị, sinh ra ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, nhà hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế. Ông là người đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được bầu làm đại biểu Quốc hội năm 1946 và được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu rất già người hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị nhà cách mạng Dương Bạch Mai, một trong những người con ưu tú của Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai sinh ra ở Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Thuở nhỏ, ông học ở quê nhà và tiếp tục lên Sài Gòn học tập, rồi lại du học ở Pháp. Thời gian học ở Paris, ông tham gia Đảng Việt Nam Độc Lập do một số nhà yêu nước Việt Nam sáng lập tại Pháp. Sau đó, ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1932, ông về nước, sống và hoạt động tại Sài Gòn. Năm 1939, ông bị Pháp bắt và đày đi Côn Đảo cùng với những nhà hoạt động cách mạng Lê Hồng Phong, Lê Chuẩn, Nguyễn An Ninh. Đến năm 1943, ông được trả tự do nhưng vẫn bị quản thúc tại Tân Uyên, Bình Dương. Đến năm 1945, ông là một trong những người lãnh đạo khởi nghĩa cướp chính quyền tại Sài Gòn, phụ trách công tác an ninh trong Lâm ủy Nam Bộ. Năm 1946, tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ông được bầu là đại biểu Quốc hội. Ngày 4 tháng 4 năm 1964, ông đã qua đời tại Hà Nội khi mới 59 tuổi. Hài cốt của ông sau đó được đưa về quê nhà thuộc xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Phần mộ của ông ở khu mộ gia tộc họ Dương luôn được đoàn viên thanh niên địa phương thường xuyên thăm viếng, chăm lo chu đáo. Mỗi lần đến dịp lễ lớn thì đội thanh niên của xã Long Mỹ thì tụi em ra đây để dọn dẹp, quét dọn, rồi lau chùi với các phần mộ của ông Dương Bạch Mai và làm cỏ, phát quang mấy cái bụi rậm trống. Và tụi em cũng trồng mấy cái cây trước để cho xanh sạch đẹp hơn cái phần mộ. Vào các dịp lễ Tết hàng năm, lãnh đạo, nhân dân địa phương đều tổ chức viếng tưởng niệm cho hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai. Qua đó cũng nhắc nhở các thế hệ trẻ tiếp tục tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông, ra sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Là một người trẻ, là một cái thế hệ nối tiếp sau này, là một cái tương lai của đất nước, thì bản thân em thiết nghĩ rằng mình, bản thân em và nói riêng, bản thân của thế hệ trẻ hiện nay nói chung thì cần phải nhìn lấy những cái tấm gương như của cụ ông Dương Bạch Mai để mình tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lấy đó làm động lực để làm sao hoàn thiện bản thân, tiếp tục rèn luyện tu dưỡng, đặc biệt là đạo đức, lối sống, để mà sau này tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cả cuộc đời của nhà hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai luôn đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông là người cộng sản đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tri ân và ghi nhớ những đóng góp lớn lao của ông, địa phương đã lấy tên ông đặt cho trường học và đường giao thông.